Đêm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây và một số nơi xuất hiện mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại khu vực vùng núi có nơi dưới 10 độ, trời tiếp tục rét đậm rét hại. Sang ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết phổ biến không mưa và nắng sẽ vẫn xuất hiện từ sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các khu vực này sẽ phổ biến ở khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Dịch xuống miền Trung, kết hợp địa hình vẫn còn gây mưa rải rác với lượng nhỏ cho khu vực Trung Trung Bộ trong đêm nay và sáng sớm mai. Ngày mai mưa sẽ tạm thời giảm xuống diện vài nơi, với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực này sẽ phổ biến ở khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Trở vào phía Nam, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm, tuy nhiên ban ngày có nắng nhiều nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận sẽ tăng mạnh lên mức từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh nên trời không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây tình trạng biển động mạnh. Còn tại vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, vùng biển phía Tây có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gây biển động. Trong mưa dông cũng cần chú ý đề phòng có lốc xoáy xảy ra.